xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Tiên về quê các bạn ơi, con còn đang ở dưới quê á. Tiên cũng mấy đứa cháu cho trốn tìm mọi người ơi. Đó, thì đây là mấy đứa cháu của Tiên nè các bạn. Rồi, con giới thiệu trước đi, đây là con tên gì? Mình tên là Khánh Di nha mọi người. Chào các bạn, chào mọi người. Con là Hải Đăng. Còn con tên là Trâm Anh. Rồi còn anh Thơ, còn đây, còn con. Con là tên Nguyễn Thơ. Anh Thơ. Giỏi, xin chào tất cả các bạn. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Rồi bây giờ mình sẽ thử dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi trốn tìm ở xung quanh vườn nhà mọi người ơi. Chơi trốn trong vườn nhà nha mọi người, không có chơi trong nhà mà là chơi ngoài vườn, trốn ngoài cây đồ á. Mình sẽ cùng quay cho các bạn xem nha. Trò chơi này cũng vui của mấy đứa bé trở về tuổi thơ. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Tiên nha. Nè ơi nè. Ơi. Nè ơi. Ai ai. Ai ai. Trời ơi cái lắm rồi. Rồi bây giờ quảnh thù xì mọi người ơi. Quảnh thù xì đi, người nào thua thì người đó sẽ phải đi đi tìm nha. Rồi, quảnh thù xì. Quảnh thù xì ra cái gì? Cái này mới đúng chứ. Quảnh thù xì ra cái gì? Này. Hai mình thắng. Rồi, hai đứa con quảnh thù xì lại. Này. Làm lại nè, quảnh thù xì ra cái gì? Ra cái này. Rồi anh Thơ lại đó nhắm đi coi, lại cái cọc đó nhắm rồi cho anh hay đăng chị cho mình trốn. Rồi đi trốn đi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Rồi xong chưa? Chưa xong. Đi kiếm đi, đi kiếm dài dài coi. Đi kiếm coi, anh hay đăng ở đâu? Rồi chạy lại. Chạy lại tiêu cái cây đi. Chạy lại tiêu cây không thôi anh hai đang bước xuống, anh hai đang chạy lại tiêu đó. Lại. Chưa biết chơi trốn tìm nữa mọi người ơi, bé anh Thơ nó chưa biết chơi trốn tìm nữa. Ai giờ? Anh Thơ chưa biết chơi lắm. Rồi anh Thơ à, con đi kiếm gì cho anh đi con. Thôi bây giờ anh Thơ nó chưa biết tiêu á thì miễn nó tìm thấy là người đó sẽ thua nha, chứ khỏi tiêu. Okay. Miễn tìm thấy là thua, không có chạy lại tiêu vậy hết trơn á. Con thắng rồi. Rồi kìa. Rồi chị Dâm Anh chị ra rồi. Dâm Anh thua. Nhưng mà quy định không có trốn trong nhà mà. Rồi Dâm Anh bị. Dâm Anh bị. Rồi giờ Dâm Anh nhắm đây, rồi đi trốn mới thân. Đi đi ra ngoài đây trốn, không cho trốn trong nhà, trốn trong nhà người đó thua. Rồi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 45, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Xong chưa? Lẹ lên. 80, 85, 90, 95, 100. Rồi kiếm. Miễn miễn thấy là thua nha, không có cần tiêu gì hết trơn á. Xí anh Di. Anh Di trốn trong bụi lùm. Rồi bây giờ đi kiếm Hải Đăng với lại anh Thơ đây. Kiếm Hải Đăng với anh Thơ. Để lên. Không đi kiếm người ta trời. Em vừa chỉ hết giờ rồi. Chỉ mà em vẫn thắng. Rồi còn anh Thơ. Anh Thơ đâu? Thơ ơi trời. Anh sumo à. Anh Thơ đụng gốc cây lẻ lết. Tôi gốc cây hồi nãy chị Trâm Anh á. Yeah. Rồi Trâm Anh ơi đi kiếm ở đâu vậy? Anh Thơ thắng rồi kìa. Anh Thơ chạy ra rồi. Vậy là anh Hai Di với anh Hai Đăng thua hả? Có, con thắng. Rồi anh Hai Di thua. Giờ anh Hai Di nè. Anh Hai Di lớn nhất nhà nè.
À, thầy Di nhắm đi cho mấy đứa nhỏ đi trốn à. Rồi Quy, dạ Quy định là trốn ngoài này không mà không có được trốn sau lưng nhà nghe. Trốn. Trốn đi. Giờ không biết trốn ở đâu nữa ta. Nhưng mình đi kiếm chỗ trốn. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 70, 75, 80, 85, 90, 100 đều. Ok xong nha, kia kịp. Ok xong nha, kia kịp. Đi tìm á. Rồi thì đây có anh Sumo, anh Sumo ngồi đó làm cái gì vậy trời? Xí cái thơ và cái dừa. Đều. Đâu cái dừa đâu? Cái dừa ngoài đó. Thôi chưa thấy nha. Thôi thấy rồi nha, nó chạy ngang thấy rồi. Xí cho anh đều. Xin đăng. Đều. Bản đồ màu cam mà trốn em vô lùm á mày. Xong như thắng. Rồi bây giờ ba đứa xin chùm bao, ai thua người đó kiếm. Rồi bánh thù xì nè. Chín rồi. Con dẹp lên trên đi, con dẹp lên trên đi. Cái này quấn thù xì nè. Yeah, tới anh thầy đàn. Gà điếm. Thôi chốt chốt. Từ từ mình đếm nhanh quá ông nội tao trốn á. 10, 15, 20, 25. Rồi cận thời đàn đi theo đăng nha mọi người ơi. Ở dưới cây. Ai phải coi đàng hoàng nghe. Dưới cây cây nào, dưới cây nào đâu? Út có thấy đâu? Út không thấy. Đi 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 đi. Chốt chốt chốt. Tới cho mình nha Tường. Hello mọi người ơi, thì sau khi chơi trốn tìm một hồi ai cũng chạy quá trời chạy, mệt quá chơi hết nổi rồi chạy vô uống nước luôn kìa mọi người ơi. Đó thì Tiên quay cái cảnh trở về tuổi thơ ngày xưa của Tiên mọi người ơi. Đi chơi trốn tìm ngoài vườn ngoài cây vậy đó. Cho mọi người cùng xem nha. Còn bây giờ Tiên xin chào và xin hẹn gặp lại. Nhớ like và đăng ký kênh nha. Xin chào mọi người. Bye bye. Chào các bạn, chào mọi người. Bye.